Chào các em, chào mừng các em đến với chương trình học về điện tâm đồ. Hôm nay tôi sẽ phân tích một trường hợp là một bệnh nhân nữ 22 tuổi đến cấp cứu vì bị hồi hộp đánh trống ngực. Thì trước đây bệnh nhân đã từng bị những cơn hồi hộp đánh trống ngực xuất hiện một cách tự nhiên, kéo dài khoảng 5 đến 10 phút thì tự hết. Lần này bệnh nhân thấy hồi hộp kéo dài hơn nên đến bệnh viện. Và đây là điện tâm đồ của bệnh nhân. Nhìn tổng quát qua điện tâm đồ thì ta thấy là bệnh nhân có tình trạng là nhịp tim nhanh. Như vậy đây là điện tâm đồ về rối loạn nhịp và đây là một dạng rối loạn về tần số. Đầu tiên là ta xác định về tần số thì ta thấy đây là nhịp tim nhanh nhưng mà khoảng cách của các đỉnh RR là đều nhau. Thì ta nhìn qua thì ta thấy là hai đỉnh R nó cách nhau mà nó dưới hai ô lớn. Mà hai ô lớn thì là bế 300 chia cho 2 là 150. Như vậy tần số tim này trên 150 lần trên phút. Tiếp theo thì ta quan sát đến phước bộ QRS. Thì ta thấy là phước bộ QRS có thời gian là khoảng 1 ô rưỡi. Có nghĩa là khoảng 0,06 giây. Nhỏ hơn 0,08 giây. Do đó đây là QRS hẹp. Thì ở trong cơn nhịp nhanh là do có tình trạng là tăng dẫn truyền bên trong thất. Nên ta thấy là QRS nó sẽ hẹp. Bước tiếp theo là ta sẽ tìm xem coi là có sóng B hay không. Thì ta sẽ tìm sóng B ở phía trước phước bộ QRS và sau đó là ta tìm sóng B ở phía sau phước bộ QRS. Trong trường hợp nếu như ta tìm không thấy có sóng B thì ta sẽ tìm sóng S giả ở chuyển đạo D2, D3, AVF hoặc là sóng R giả ở AVR hoặc là V1. Thì ở đây ta quan sát trước phước bộ QRS. Thì ở các chuyển động ngoại vi thì ta không thấy có sóng B ở phía trước phước bộ QRS. Do đó đây không phải là nhịp xoang và chắc chắn đây không phải là nhịp nghiêng xoang. Ta quan sát ở phía sau của các phước bộ QRS thì ở chuyển đạo D2, D3, AVF ta thấy có sóng B và sóng B âm. Sóng B âm ở phía sau phước bộ QRS có nghĩa là xung động dẫn truyền ngược lên trên từ nút nhí thất hướng về phía nút xoang. Do đó đây chính là nhịp nhanh mà do cơ chế vòng vào lại. Lúc này thì ta sẽ đo khoảng thời gian của sóng R cho đến sóng B. Nếu RB có thời gian mà nhỏ hơn hoặc bằng 0,08 giây thì lúc này ta có thể chẩn đoán được đây là nhịp nhanh do vòng vào lại tại nút. Còn nếu mà RB có thời gian lớn hơn 0,08 giây thì ta có thể chẩn đoán được đây là nhịp nhanh do vòng vào lại ngoài nút. Ở đây thì ta tính ra được khoảng thời gian nó là 0,08 giây. Như vậy từ đó ta suy ra đây là nhịp nhanh do vòng vào lại tại nút và theo cơ chế đó là con đường nhanh chậm. Bây giờ để hiểu sâu hơn về điện tâm đồ này thì ta cần phải phân tích về cơ chế của nhịp nhanh vòng vào lại ngoài nút và nhịp nhanh vòng vào lại tại nút. Đối với nhịp nhanh vòng vào lại tại nút, thì bình thường trong nút nhí thất chỉ có một đường dẫn truyền. Tuy nhiên, một số lại có hai đường dẫn truyền, đó là đường dẫn truyền nhanh và đường dẫn truyền chậm. Xung động từ thất xuống sẽ đi qua cả hai con đường này. Xung động theo đường nhanh sẽ xuống thất trước, làm cho phần thấp của bộ nối bị trơ. Do đó, xung động từ đường chậm sẽ không thể dẫn truyền xuống được và bị triệt tiêu. Cơ chế khởi phát của nhịp nhanh do vòng vào lại đó là do ngoại tâm thu. Khi có ngoại tâm thu xảy ra thì lúc này đường nhanh đang bị trơ nên xung động sẽ xuống theo đường chậm. Sau khi đi hết đường chậm thì lúc này đường nhanh sẽ hết bị trơ. Do đó xung động từ đường chậm sẽ dẫn truyền xuống thất, đồng thời xung động từ đường chậm sẽ quay ngược trở lại theo đường nhanh. Xung động theo đường nhanh dẫn truyền ngược lên trên, lên nhĩ. Và sau đó dẫn truyền ngược trở lại xuống thất qua đường chậm. Cứ như thế tạo thành vòng vào lại. Đây được gọi là cơ chế nhịp nhanh do vòng vào lại tại nút theo cơ chế chậm nhanh. Trên biểu đồ vạch nhịp thì ta thấy xung động từ ngoại tâm thu đi xuống thất qua đường chậm. Sau đó xung động tiếp tục xuống thất để khử cực thất. Một đường xung động từ đường chậm sẽ đi ngược lại qua đường nhanh. Xung động này tiếp tục đi lên nhĩ
và sau đó xuống thấp trở lại qua đường chậm. Xung động này lên nhĩ gây ra khử cực nhĩ, đồng thời xung động này xuống thấp gây ra khử cực thấp. Khử cực nhĩ tạo thành sóng B âm ở D2, D3, AVF. Do dẫn truyền ngược lên nhĩ qua đường nhanh và dẫn truyền xuống thấp qua đường chậm, nên khử cực của thất và nhĩ xảy ra đồng thời. Do đó, lúc này sóng B sẽ lẫn vào phúc bộ QRS. Do đó, trên điện tâm đồ, mình chỉ thấy phúc bộ QRS và không thấy có sóng B. Một số trường hợp, xung động đi qua đường nhanh nhưng cũng có thể vòng ngược lại qua đường chậm. Khi đó, xung động sẽ theo đường chậm dẫn truyền ngược lên nhĩ, sau đó vòng lại qua đường nhanh để đi xuống thất. Cứ như thế tạo thành vòng vào lại. Đây được gọi là cơ chế nhịp nhanh do vòng vào lại tại nút theo cơ chế nhanh chậm. Trên biểu đồ vạch nhịp ta thấy xung động qua đường nhanh rồi đi ngược qua đường chậm. Xung động lúc này đi lên nhĩ và qua đường nhanh trở lại để xuống thất. Do đi qua đường nhanh xuống thất nên khử cực của thất xảy ra trước, trong khi nhĩ do dẫn truyền qua đường chậm cho nên khử cực nhĩ nó sẽ muộn hơn. Lúc này sóng B sẽ xuất hiện phía sau phúc bộ QRS. Nếu sóng B gần với lại phúc bộ QRS, nó sẽ tạo thành sóng S giả hay còn gọi là sóng âm giả ở chuyển đạo D2, D3, AVF, hoặc là tạo thành sóng dương giả hay còn gọi là sóng R phẩy ở chuyển đạo AVR và V1. Nếu sóng B xuất hiện muộn so với phúc bộ QRS, thì nó sẽ xuất hiện biểu hiện là sóng B âm ở phía sau. Đây là thời gian dẫn truyền ngược ở trong nhĩ, nên thời gian này thường không quá 0,08 giây. Về nhịp nhanh do vòng vào lại ngoài nút, thì nhịp nhanh do vòng vào lại ngoài nút là do sự tồn tại của đường dẫn truyền phụ hay còn gọi là cầu Ken. Khi có sự mất cân bằng của tái khử cực của bộ nối và đường phụ, lúc này xung động nó sẽ qua nút nhĩ thất, đi xuống thất và gây ra khử cực thất. Sau đó xung động này quay ngược trở lại qua đường phụ để đi lên nhĩ. Sau đó nó sẽ xuống trở lại bộ nối để tạo thành vòng vào lại. Trên biểu đồ vạch nhịp ta thấy xung động từ thất đi ngược lại sang nhĩ và dẫn truyền xuống thất. Khoảng cách từ thất vòng qua đường phụ rồi lên nhĩ dài hơn bình thường, hay nói cách khác là dài hơn so với khoảng cách từ bộ nối lên nhĩ, nên sóng B sẽ xuất hiện muộn sau phúc bộ QRS và khoảng thời gian từ sóng R đến sóng B là lớn hơn 0,08 giây. Như vậy, khi phân tích một điện tâm đồ rối loạn nhịp thì ta có 5 bước. Đầu tiên là ta xem có đều hay không. Thứ hai là tần số bao nhiêu. Thứ ba là QRS rộng hay hẹp. Thứ tư là xem coi có sự xuất hiện của sóng B hay không. Và thứ năm là nếu có sóng B thì ta xem mối liên hệ giữa sóng B và phúc bộ QRS như thế nào. Ở bệnh nhân này thì ta thấy là tần số tim rất là nhanh, có phúc bộ QRS hẹp, do đó đây là nhịp nhanh kịch phát trên thất. Tiếp theo ta thấy có sóng B ở phía sau, cho nên đây có thể là nhịp nhanh theo cơ chế vòng vào lại tại nút theo cơ chế là nhanh chậm, hoặc là nhịp nhanh do vòng vào lại ngoài nút. Khi đó ta thấy là khoảng cách giữa đỉnh R và sóng B nhỏ hơn 0,08 giây, nên đây là nhịp nhanh do vòng vào lại tại nút theo cơ chế nhanh chậm. Như vậy, phần trình bày về điện tâm đồ này của tôi đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các em trong các bài nói và phân tích điện tâm đồ tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.